Xin chào quý phụ huynh cùng tất cả các bé nha. Thì em xin được tự giới thiệu, em là Bùi Thị Tuyết Mai, hiện đang công tác tại trường Mầm non Phổ Nhơn. Thì vừa qua thì các cháu của chúng ta cũng đã nghỉ ở nhà một thời gian khá là dài rồi đúng không ạ? Thì chắc chắn là các bé cũng buồn chán nè. Do đó thì hôm nay em có làm một video để chia sẻ đến quý phụ huynh cách làm một món đồ chơi giúp các bé chơi ở nhà nè, vừa có thể nhận biết các cái con số từ 1 tới 10 nữa. Thì em xin giới thiệu đây là máy rút kẹo để nhận biết con số. Thì sau đây mời quý phụ huynh hãy cùng coi video và làm với em nha. Để làm được một cái máy rút kẹo thì chúng ta cần phải có một tấm bìa cắt tông, một tờ giấy bìa cứng, kéo, bút chì và màu tô nữa nha. Rồi trước tiên thì em sẽ dùng compa để vẽ một đường tròn nè. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ phần thân máy nha. Rồi mình sẽ vẽ cái khe để rút kẹo ra và các nút khởi động của máy nữa ha. Tiếp đến ở phần trên em sẽ vẽ các cái viên kẹo hình tròn. Và trong những viên kẹo thì chúng ta sẽ đánh số từ 1 tới 10 nha phụ huynh. Rồi dùng màu tô cho phần máy rút kẹo nè. Rồi như vậy là chúng ta đã tô màu xong cái máy rút kẹo rồi nha mọi người. Bây giờ tiếp theo em sẽ dùng giấy roti để em vẽ những viên kẹo nè. Em đã cắt rời cái máy rút kẹo và những viên kẹo ra rồi đó. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đặt cái máy rút kẹo lên trên cái tấm bìa cứng. Chúng ta đồ lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng keo xốp để dán vào nha mọi người. Rồi thì em đã dùng keo xốp em dán lại nè. Thì mọi người chú ý dán xung quanh, chỉ chừa một cái đường thẳng như thế này để cho cái viên kẹo của chúng ta nó rớt xuống thôi nha. Rồi chúng ta sẽ bỏ những viên kẹo vào đây. Sau đó mình sẽ dùng bìa cứng này mình dán lại. Rồi, mình thử lắc nha. Đây thì chúng ta đã có được viên kẹo số 1 nè. Rồi tương tự thì phụ huynh sẽ lắc ra những con số tiếp theo và cho trẻ nhận biết từ 1 tới 10 nha. Rồi làm một cái máy rút kẹo như thế này thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Thì hy vọng là quý phụ huynh sẽ làm ở nhà cho các bé vừa chơi mà vừa học được nha. Với các bé nhỏ thì phụ huynh có thể bỏ con số từ 1 tới 5, còn các bé lớn hơn thì phụ huynh có thể bỏ từ 1 tới 10 nha. Rồi chúc phụ huynh và các bé sẽ có sức khỏe thật tốt nè, và chúng ta sẽ được mau chóng trở lại trường ha. Chào tạm biệt phụ huynh và các bé nha.